Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nội bộ đảng đã nát lại càng nát Thưởng, Chính, Hồ Phòng, Hoán Vũ, Tổng trọng, Thất Kinh Việc Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì và chỉ đạo Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu Học tập, Quán triện, Kỳ quyết của Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 Tổ chức vào ngày 4 tháng 12 tại Hà Nội Đã được giới quan sát chính trị Việt Nam hết sức quan tâm Theo Tờ Báo Nhân dân, tham dự và chỉ đạo Hội nghị của các ông, bà, Võ Văn Thưởng Phạm Minh Chính và Trương Thị Mai Hội nghị này không có sự hiện diện của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cũng không rõ lý do vì sao ông Trọng vắng mặt và đây là điểm bất thường. Đáng chú ý báo tuổi trẻ vào ngày 4 tháng 12 với bản tin Chủ tịch nước, các cán bộ cấp dưới mà cứ lựa cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho đảng, đất nước đã khiến cho giới quan sát hết sức bất ngờ. Bản tin trên tờ báo cung cấp thông tin này. Theo tờ báo tuổi trẻ, ông Võ Văn Thưởng, chủ tịch nước đã nhấn mạnh các vấn đề đoàn kết trong nội bộ đảng chủ tịch nước võ văn thưởng cho biết như sau nhận thức về đoàn kết đại đoàn kết có nhiều yếu tố mới và không chỉ ở việt nam mà trong khu vực thế giới cũng thấy rõ đoàn kết mà không có dân chủ thì không có đoàn kết thực sự giữa đoàn kết và chia rẽ thì đoàn kết sẽ mạnh hơn phát triển hơn phát biểu này của ông thưởng đã cho ông nói rằng động chạm tới một vấn đề mà ai cũng biết rằng song lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam lại không hề dám thừa nhận và không dám động tới đó là sự mất đoàn kết trầm trọng tình trạng kéo bè kéo cánh đấu đá và tranh giành quyền lực dữ dội trong nội bộ của đảng cộng sản việt nam vì quyền đi liền với tiền hơn thế nữa chủ tịch thưởng còn bồi tiếp cán bộ cấp dưới mà cứ lựa coi cấp trên nghĩ gì để nói là nguy hiểm cho đảng cho đất nước ông thưởng diễn giải một cán bộ vào họp tập thể nhưng lại cứ suy nghĩ vấn đề ông thủ trưởng nói, suy nghĩ thế nào để mình nói phù hợp ý ông thì lại rất nguy hiểm. Cái đó là đoàn kết một chiều, đoàn kết xuôi chiều, đoàn kết trên sự bưng bít không lắng nghe sự thật, không trao đổi một cách chân thành, lắng nghe, phân tích, mổ xẻ mà bàn vấn đề gì chỉ đi hỏi thủ trưởng nghĩ thế nào để phát biểu chung ý là không nên. Phát biểu kể trên của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã làm cho dư luận liên tưởng đến việc trước đại hội đảng khóa 13 những ý kiến nịnh bợ đối với Tổng Bí Thư khi ông Nguyễn Phú Trọng quyết tâm phá bỏ quy định theo điều lệ đảng để ở lại thêm nhiệm kỳ thứ ba mà điều lệ đảng tuyệt đối cấm. Đó là đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, người tự ứng cử tại Hà Nội, đã ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng trước nghị trường Quốc hội vào ngày 29 tháng 3 năm 2021 như sau. Cảm động vô cùng với Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước có mái đầu bạc trắng hiền ngang với gánh sơn hà nặng chịu hai vài. Theo giới thạo tin, ông Nguyễn Anh Trí đã trúng cử đại biểu quốc hội cả hai khóa 14 và khóa 15 vì biết định tổng bí thư như vậy. Vào ngày 27 tháng 5 năm 2020, theo tờ báo Việt Nam Net Online trong bài viết Trường hợp đặc biệt về tuổi như tổng bí thư là hạnh phúc của đảng, của dân tộc. Phó trưởng ban tuyên giáo Nguyễn Hồng Diên đã đăng đàn nịnh tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người rất thích xu nịnh. Mặc dù rất già nua nhưng ông vẫn ngồi tiếp nhiệm kỳ thứ ba trái với điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo Nguyễn Hồng Diên, một số cán bộ trong khóa 12 được xem là trường hợp đặc biệt, trong đó có Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước đều thể hiện rất xuất sắc trong công việc. Sau khi từng bốc nịnh bợ người đứng đầu của Đảng là ông Nguyễn Phú Trọng và một số nhân vật hàng đầu của Đảng, thì hôm 8 tháng 4 năm 2021, Nguyễn Hồng Diên đã được ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công Thương qua trò mèo bỏ phiếu bầu bán. Theo giới quan sát, vấn nạn nịnh lãnh đạo là vấn đề trầm kha trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã được cơ quan tuyên giáo của Đảng thường xuyên sử dụng. Ví dụ bài viết đẩy lùi thói xấu xô nịnh ngăn chặn mối nguy hại khôn lường đăng trong mục phòng chống tự diễn biến tự chuyển hóa trên báo quân đội nhân dân vào ngày 18 tháng 7 năm 2019 khi đó. Trong bài viết vừa kể trên tác giả Nguyễn Tuấn Tuân đã đưa ra ý kiến của trưởng ban tổ chức trung ương ông Phạm Minh Chính khi đó nói rằng nịnh hiện nay đang là căn bệnh nan y không chỉ vậy nịnh còn tác động trực tiếp đến chất lượng công tác cán bộ trong đảng. Một số người được nịnh vì ưa lời ngọt tiếng ngọt say sưa với cảm giác được làm bể trên nên sinh ra sao lòng thiếu tỉnh táo mất bản lĩnh không đánh giá đúng thực chất cán bộ thiên vị cho kẻ luồn cúi không trọng dụng cán bộ tốt mà lại tạo điều kiện cho người xấu lấn lướt lộng quyền thăng tiến cũng rất may trong thủ tướng chính ông phát biểu cách đây đã lâu dư luận cho rằng nếu ông chính nói đúng vào trước các hội nghị trung ương 7 và 8 khóa 13 vừa qua thì tổng bí thư sẽ xé xác thủ tướng ra thành từng mảnh ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính. Theo giới thạo tin, việc ông Võ Văn Thưởng đặt ra vấn đề mất đoàn kết nội bộ cũng như vấn nạn nịnh được cho là nhắm tới ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Điều đó xảy ra vào thời điểm thế và lực của Tổng Trọng hết sức mong mảnh. Từ vụ bê bối của đại gia Lê Thanh Thản, tập đoàn Mường Thanh hay vụ ký huân trường lao động hạng 3 cho tập đoàn lừa đảo Việt Á đến vụ đại án đình đám Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan mới đây thì chắc chắn ông tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng không thể giữ bỏ trách nhiệm của người đứng đầu vì để lọt những con sâu bự phá nát hệ thống phó trưởng ban nội chính trung ương nguyễn thái học cũng đã từng nhắc ý kiến của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng than trong sự bất lực rằng vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ quyết liệt như thế nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn chờ ra đó về phát biểu vừa kể trên dư luận cho rằng có lẽ ngoài ông Tổng Trọng thì chỉ có ông Rời mới hiểu được số phận bi đát của người đứng đầu đảng. Trong tâm thế sắp nghỉ hưu mà vẫn không biết mình có được hạ cánh an toàn hay không. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm từ Berlin ngày hôm nay với bản tin Nội bộ đảng đã nát lại càng nát hơn. Thưởng chính Hồ Phòng Hoán Vũ Tổng Trọng thật Kinh bịt lỗ hổng dừng đại án Vạn Thịnh Phát, tổng trọng sẽ trảm hai lãnh đạo cấp cao là ai đây? Vụ án Vạn Thịnh Phát cùng với bà chủ Trương Mỹ Lan dường như thực sự chìm xuồng do đồn đoán. Truyền thông nhà nước cũng đã đồng loạt không đưa tin theo lệnh của cấp trên. Việc bà Trương Mỹ Lan, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể nuốt trôi những khoản tiền khổng lồ lên đến, đến hàng trăm ngàn tỷ đồng, tương đương với hàng chục tỷ đô la rõ ràng không chỉ nhờ ngân hàng SCB đấm mõm cho các quan chức của đoàn thanh tra liên ngành của chính phủ, mà còn có các quan chức cấp cao hơn rất lớn dính líu thành cái ô chè. Trong đoàn thanh tra, kẻ ngoạm miếng to nhất là bà Đỗ Thị Nhàn, cục trưởng cục thanh tra ngân hàng nhà nước, nhận hối lộ lên tới 5,2 triệu đô la. Các quan chức thanh tra của ngân hàng nhà nước đã đưa ra các báo cáo không trung thực để giúp đỡ ngân hàng SCB che đậy các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật là cách bánh ít ném đi, bánh quỳ hồi lại. Ông Tổng Bí Thư, già nua của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ngồi tới 3 nhiệm kỳ. Điều khiến người ta ngạc nhiên là sau hơn một năm kể từ khi bà Trương Mỹ Lan bị khởi tố, bắt tạm giam, xong cho đến nay không có thông tin bất kỳ nào về viên chức cấp cao trong bộ máy chính phủ, kể cả ngân hàng, nhà nước bị cách chức hay truy tố. Đây là câu hỏi mà dư luận đặt ra phải chăng bà Trương Mỹ Lan có thể tự làm một mình hay còn có cái ô rất lớn ở bên trên? Theo giới phân tích, cơ quan phòng chống tham nhũng và tiêu cực của Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã không dám cho mở tung cái hũ mắm có tên là Vạn Thịnh Phát của bà Trùm Trương Mỹ Lan vì nó liên quan đến một lô, một lốc những dây mờ dễ má trong toàn bộ hệ thống quan chức cấp cao của bộ máy chính quyền từ những năm 1992 cho đến nay mà bà Lan bị khởi tố bắt giam. bới ra là chết cả nụ. Trong khi đó, giới thảo tin đã đưa ra các nhận định cho rằng liên quan đến vụ án Vạn Thịnh Phát sắp tới sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao có dính líu vào đầu năm 2024. Theo tờ báo Việt Nam Thời báo vào ngày 2 tháng 12 các bài bình luận với tựa đề Đầu năm 2024, Việt Nam sẽ có thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, vào ngày 17 tháng 1 năm 2023, một hội nghị bất thường của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 2013 được tổ chức để xem xét nguyện vọng thôi giữ các chức vụ nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng 13, Chủ tịch nước Cộng hòa xã chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Sau đó một ngày, vào ngày 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội cũng họp phiên bất thường và đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2026, đồng thời cho thôi chức trách đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Vẫn theo Việt Nam Thời báo, tại cuộc họp báo hôm 29 tháng 11, công bố kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, Tổng thư ký Quốc hội ông Bùi Văn Cường cho biết hiện nay các cơ quan đang báo cáo các cấp có thẩm quyền để có thể thêm kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1 năm 2024. Thông tin này khiến cho phân tích không thể không nhắc đến hai cái tên đang nằm trong nghi vấn sẽ bị trảm kỳ họp bất thường tới đây tháng 1 năm 2024. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bà Nguyễn Thị Hồng Đó là đương kim Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, đại biểu Quốc hội khóa 15 và ông Lê Minh Hưng, người tiền nhiệm của đương kim Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng. Ông Lê Minh Hưng là đương kim tránh văn phòng Trung ương Đảng, là cánh tay phải của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, là người có 4 năm và 217 ngày làm thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2020. Ông Lê Minh Hưng được cho là có sai phạm liên quan đến việc quản lý thời kỳ là thống đốc Ngân hàng Nhà nước, góp phần giúp cho bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát có thể thực hiện các hành vi phạm pháp kéo dài. Bà Nguyễn Thị Hồng được cho là có liên quan trong vụ Vạn Thịnh Phát và chính sách siết chặt tiến dụng của bà bị quy kết đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế những chính sách đó diễn ra sau khi có nghi vấn và vấn đề về sai phạm nghiêm trọng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan. Ông cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam, tránh văn phòng Trung ương Đảng hiện nay, Lê Minh Hưng. Có những nguồn tin thẳng khẳng định rằng Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu dừng điều tra mở rộng, thậm chí đóng hồ sơ của đại án Vạn Thịnh Phát, cho dù vụ án lừa đảo này có mức độ thiệt hại rất lớn chưa từng có với số tiền được đưa ra và nhận hối lộ cũng lớn chưa từng thấy trong lịch sử cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam suốt hơn 70 năm. Bất chấp các đồn đoán trước đó khi giới thạo tin khẳng định, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẵn sàng bỏ mất không hàng trăm triệu tỷ do bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt để bằng mọi giá cứu bằng được Lê Minh Hưng. Nhưng rõ ràng theo kịch bản gói gọn, trăm dâu đổ đầu ngân hàng nhà nước về trách nhiệm đối với những sai phạm nghiêm trọng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát và bà Trương Mỹ Lan không được ổn thỏa khi mà cấp cao nhất bị truy tố trong đại án này chỉ dừng lại ở cái tên bà Đỗ Thị Nhàn, Cục trưởng Cục Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Vì thế đó, ông Trọng phải chấp nhận gạt nước mắt để mà chảm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương kiêm tránh văn phòng Trung ương Đảng, một đồ đệ trung thành để cứu bản thân ông Trọng và đồng bọn của ông ít nhất là khỏi búa rìu của dư luận trong thời điểm này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm với bản tin bịt lỗ hỏng dừng đại án vạn thịnh phát tổng trọng sẽ trảm hai lãnh đạo cấp cao là ai quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi youtube và facebook của thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất từ berlin cộng hòa liên bang đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới trung khoa thời báo .de